kênh YouTube Lý Việt Gamer của mình. Nếu như các bạn đi vào cái Twitter á, các bạn xem thì có một cái thông báo cực kỳ hấp dẫn nè các bạn ha. Các bạn hãy đi vào Twitter nha. Các bạn đợi một chút xíu nha. Sau đó các bạn hãy search là A còng M S T đây 168 B blockchain thì sẽ có một cái thông báo rất hay các bạn. Đâu rồi? Đây. Thông báo này cách đây 5 giờ các bạn, mới thôi ha. Chúng ta hãy bấm dịch nha. Những người tiên phong đã sẵn sàng chưa? KIC đang tăng tốc. Đó, cho nên là các bạn yên tâm nha, chắc chắn sẽ có lượt bạn mà thôi. Vào thời điểm B2D, tức là vào ngày 28 tháng 6, 80% người tiên phong sẽ chính thức vào mạng chính thông qua xác minh. À, như vậy cái mốc là 28 tháng 6 các bạn nha, sẽ có 80% người tiên phong sẽ được đi vào mạng chính. Đương nhiên là phải được KIC rồi các bạn. Kể từ đó B Network sẽ chính thức ra mắt công chúng. Đó là một ngày để ăn mừng. Vì vậy hãy chuẩn bị sẵn rượu champagne của bạn. Rất là hấp dẫn. Mặc dù là cái thông tin này cực ngắn thôi, tuy nhiên là mình nghĩ là rất là quan trọng ha. Thì hôm nay là tháng 4 rồi, tầm khoảng 2 tháng nữa các bạn, hơn 2 tháng nữa là ok rồi. Các bạn hãy chờ một chút xíu để được lượt KIC, và KIC thành công thì chúng ta cùng bước đi vào cái Mainnet mở nha. Và lúc này các bạn có thể thoải mái sử dụng Shopee. Rồi, hy vọng thông tin này hữu ích cho các bạn nha. Và mình khuyên các bạn hãy nên tích cực đào bi. Còn anti bi thì hãy đi ra khỏi kênh mình nha các bạn nha, không có tiếp đón. Rồi, chỉ tiếp đón những Bitcoiner tích cực thôi. Chứ đừng có nói là tội nghiệp người này người kia, không sao cả. Chúng tôi yêu bi, chúng tôi có quyền lan tỏa bi, như vậy thôi ha. Rồi, chúc các bạn thành công. Còn bạn nào chưa đăng ký bi, hãy vào mô tả video đăng ký đi các bạn. Mã giới thiệu của mình vẫn là bi cái xô cho các bạn. Và nhớ đăng ký kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.